Thực ra thì những cái gì mà chúng ta vừa làm chính là cái bước đầu tiên khi mà bóc tách cái chủ đề tư duy phản biện. Chúng ta đã hiểu được cái vế đầu tiên, chúng ta đã hiểu là tư duy là cách suy nghĩ để có thể là giải quyết được cái vấn đề. Vậy thì còn vế thứ hai, phản biện, có ý nghĩa chính xác như thế nào? Còn có vẻ hơi khó hiểu, cho nên là chúng ta sẽ chỉ cần tiếp tục bóc tách một lần nữa, coi phản là gì, rồi biện là gì. Và cả cái bức tranh khi ấy, khi mà chúng ta lắp ghép lại thì nó sẽ dần sáng tỏ. Rất đơn giản thôi, nếu như mà có thời gian có thể tự tra từ điển một lúc thì bạn sẽ hiểu được ngay. Phản có nghĩa là trái, là lật lại, là xét lại, là ngược lại, là đối nghịch. Và trong khi ấy thì biện có nghĩa là phân tích, nó là phân biệt để làm rõ được một thứ gì đó. Mà gộp lại thì phản biện có nghĩa là xem xét, là phân tích và làm rõ được một thứ bằng cách là chúng ta sẽ tách bạch các mặt tốt xấu, phải trái đúng sai, tích cực, tiêu cực hay là các mặt ủng hộ và mặt chống đối của nó. Và trên thực tế thì khi mà một người nào đó nói về hoặc là họ viết ra những quan điểm của mình thì họ sẽ thường là ở cái vị trí là ủng hộ hoặc là chứng minh là cái quan điểm đó là đúng. Vậy cho nên là cái công việc của chúng ta khi mà đánh giá, khi mà phản biện thì sẽ thường chủ yếu là tìm ra những thiếu sót, tìm ra những cái sai trái, những cái điểm chưa đúng. Và trên thực tế thì thường là như vậy. Và đó là lý do tại sao mà cứ khi mà nghe đến cái từ là phản biện, chúng ta sẽ lại có một cảm giác là không tốt lắm về nó. Giống như là chuẩn bị phải nghe những cái thứ tiêu cực, những cái thứ khó chịu vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà tìm hiểu về tư duy thì các bạn cũng đã hiểu đó chỉ là cái suy nghĩ và cảm nhận đơn thuần ban đầu của bất kỳ ai. Nhưng mà sâu xa hơn, chúng ta cần đều hiểu rằng là cái việc mà tìm ra những điểm sai, tìm ra những cái rủi ro hay là tìm ra những cái thứ chưa tốt, và suy cho cùng thì cũng chỉ là để hoàn thiện nó hoặc là tìm ra được một cái giải pháp tốt hơn. Và về bản chất thì là bạn cũng không chỉ tìm ra những điểm sai trái đơn thuần. Bản chất là bạn đang tách bạch các mặt đúng, mặt sai ở trong một cái quan điểm, một cái nhận định hay là một cái giải pháp. Và chúng ta đều biết là mọi thứ thì luôn có hai mặt trái ngược nhau, chẳng thể có cái nào là hoàn hảo tuyệt đối cả. Và từ đây thì chúng ta đã có thể hiểu ngay được tư duy phản biện là gì. Tư duy phản biện đương nhiên rồi là một cái loại tư duy, và cụ thể hơn thì đó là một loại tư duy giúp cho bạn có thể là đánh giá được một thứ bằng cách là tách bạch giữa các mặt đúng, mặt sai của nó. Tư duy phản biện chính là cái cách mà chúng ta suy nghĩ để đánh giá một cái quan điểm bằng việc là làm rõ được cả mặt đúng và mặt sai ở trong đó. Và xa hơn nữa thì chúng ta sẽ thảo luận về việc đánh giá đúng sai không phải chỉ là để đơn thuần cho vui, hay là thậm chí là tệ hơn là chúng ta đánh giá đúng sai để mà công kích hay là nói xấu một người khác. Và khi nhắc đến tư duy phản biện thì tức là chúng ta đang phải làm việc đó một cách có mục đích. Chúng ta phản biện, chúng ta đánh giá đúng sai là để phục vụ cho việc giải quyết một cái vấn đề nào đó. Tức là chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người tốt lên, chứ không phải là công kích họ, không phải là hạ thấp họ xuống. Và cụ thể, chúng ta sẽ có hai mục đích khi mà sử dụng tư duy phản biện. Đó là chúng ta, thứ nhất, kiểm chứng một cái giải pháp đang có. Và mục đích thứ hai đó là chúng ta có thể sẽ tạo ra được một cái giải pháp mới tốt hơn. Mọi thứ rất rõ ràng. Tư duy phản biện chính là cái cách mà chúng ta suy nghĩ để đánh giá một cái quan điểm bằng việc là tách bạch các mặt đúng, mặt sai trong nó. Và để đạt được hai mục đích, thứ nhất là kiểm chứng một cái giải pháp đã có, và thứ hai là chúng ta tạo ra được một cái giải pháp mới tốt hơn. Rõ ràng là việc phản biện và sử dụng tư duy phản biện sẽ có những cái mục đích có thể nói là hết sức cao đẹp, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải nghi ngờ nó một chút. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ phải xem xét cụ thể hơn thì chính xác thì tư duy phản biện sẽ giúp bạn điều gì.